Vâng, tin liền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục vào chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mình em sẽ thanh lý xả kho đấy, bán nhanh giảm giá cho bác luôn để các bác cùng dễ mua và chốt đơn nhá. Thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Đó thì một số các mã hàng hiện tại hôm nay em sẽ quay giảm giá thanh lý các bác cùng xem và chốt nhanh nhá. Đấy, mua hàng thì cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên. Liên hệ mua hàng trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá, em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác cứ nhìn trực tiếp ở trên màn hình thì em tư gọi theo hai cái số điện thoại ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng nhá. Rồi em vào luôn cái mã hàng đầu tiên. Đó là cái túi đựng quần áo chăn màn này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 20.000 một cái nhá các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo chăn màn. Đấy, ví dụ như là miền Bắc bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, những cái chăn cái màn dạng to, đấy, nhiều khi là các bác muốn cất đi nhưng mà cất đi thì các bác rất là ít chỗ mà để các bác nhét vào. Thì các bác mua cho em một cái túi này vào. Cái túi này của nó dung tích là 100 lít, rất to luôn. Kích thước của nó là 42 nhân với lại 43 nhân 40 nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái túi này với giá sẽ là 20.000 một túi nhá. Chỉ có 20.000 một cái thôi. Giá rất là bình dân. Về các bác đựng những cái quần áo dư các bác chưa mặc đến, các bác có thể đựng vào đây. Hoặc ví dụ như là chăn màn, những cái đồ to cồng kềnh thì các bác cứ nhét hết vào cái túi luôn cho em. Thì đây. Đấy, cái túi này nó rất là to luôn. Cái túi này nó rơi khoảng tầm 100 lít mà các bác. Đấy, 100 lít thì về là các bác mở nó ra. Mở nó ra này. Đấy, sau đó là các bác nhét chăn, nhét màn này. Đấy, những cái dạng chăn to, chăn 5 cân này các bác nhét đây cho em thoải mái luôn, túi to rộng lắm. Đấy thì các bác nhét vào đây. Nó là dạng vải không dệt nhá. Đấy, chống thấm tốt, các bác để những cái chỗ mà ẩm ướt cũng thoải mái luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, chắc chắn mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, khi mà đựng xong thì các bác lại khóa nó vào. Đấy, sau đó là các bác xếp nó lên. Đấy, xếp nó lên những cái chỗ các bác để cho nó gọn. Đấy, bình thường là những cái chăn to thứ là các bác vứt lồng còng để trong tủ, đứa lồng còng tích các bác mua cho cái túi này về. Đấy, các bác nhét nó vào thế là xong, rất ok. Đây này, rất là rộng rãi, ok luôn nhá. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái túi đựng quần áo nhá, túi đựng quần áo chăn mà. Đó, kích thước là 42 x 43 x 40, dung tích là 100 lít cơ, rất là to luôn. Đấy, với mức giá sẽ là 20.000 một cái thôi. 20.000 một cái túi đựng quần áo chăn màn các nhá. Thùng đồ nghề của Kirito thì bên shop hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bên shop hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, cái thùng đồ nghề của Kirito em báo giá luôn. Cái hàng của Nhật nhá. Lên mã em cái thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề này thì sẽ có giá là đi 430.000 một cái. Và bên em sẽ bao ship về các bác dùng để đựng đồ nghề, kìm, cà lê, mỏ, lết các thứ vào, rất ok luôn. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác giá rất dễ mua luôn, 430.000 một cái nhá. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 42 nhân với chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. 42 x 20 x 20. Giá hiện tại bên em đang bán là 430.000. Hàng thùng nghề 3 tầng nhá, rất là xịn luôn. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem này, mục sở thị này. Hàng mới nguyên hộp này luôn. Đấy, hàng của Nhật rất là xịn sò, ngon lành. Đấy, đóng gói rất kỹ luôn. Đấy, chiếc thùng đồ nghề quá xịn luôn, chắc chắn chất lượng lắm. Đây các bạn cùng nhìn này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây. Đấy thì hàng này thì đầu tiên là nó sẽ có là cái phần cái quai sách với nhá, cái quai sách nên là rất là tiện, các bác sách mang đi mang lại rất ok. Thùng khá là nặng, nặng luôn, thùng nặng lắm, thùng vì cái tôn của nó dày mà, cái lá tôn nó dày, lá thép của nó dày nên là con này nó nặng chắc khoảng tầm hơn 4 kg, tầm 4 kg 4 kg rưỡi đấy, khá là nặng luôn đấy. Đấy thì đây đầu tiên nó sẽ có quai sách này, kích thước của nó tổng thể chiều dài này của nó là đi 43 này, từ đây đến đây là 43 này. Đấy, chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. Và con này là nó khi mở ra thì nó sẽ là 3 tầng nha. Đó, rất đựng rất nhiều đồ luôn. Đấy, ví dụ như cái ngăn dưới là ngăn to, các bác đựng như đồ ví dụ như là máy khoan, máy khiếc các thứ này, những cái máy dụng cụ cầm tay, những cái máy to các bác để đây. Đấy, còn những cái ngăn trên, ngăn nhỏ này thì các bác chia ra để các bác ví dụ đựng cà lê này, mỏ lết này, ốc vít này, kìm kéo này. Đấy, đến khi mà mình có sửa chữa rồi, mình làm nghề biết các thứ là các bác tìm nó rất là dễ, tìm rất là nhanh. Đấy, mình chia ngăn ra mình đựng rồi. Đấy, nên là khi mà mình tìm nó rất là nhanh, nó đỡ bị bừa bộn đồ nhá. Vừa đỡ bừa bộn đồ mà thứ hai là
mình sắp xếp đồ nó khoa học, thì đến lúc mà mình tìm rồi mình làm nó, mình tìm cái đồ đấy đến lúc nó rất là nhanh gọn. Đó, rất là thông minh nhá, thiết kế cực kỳ thông minh, và lúc nào mà dùng xong rồi các bác lại gập nó lại đấy, gập nó lại thì rất là gọn gàng đấy, gập lại nha. Đây toàn bộ nó là những cái bản lề thép này, rất chắc chắn, đinh tán ngon lành luôn nhá các bác nhá. 3 tầng, màu sơn chủ đạo là màu xám đi kèm với lại màu cam, thiết kế rất hài hòa nhá. Đây dòng chữ Kirito dập nổi ở trên thân của thùng này. Đó. Và một cái rất là hay là ở đây nó cái phần nắp trên này của nó có một cái lỗ này. Đấy, có một cái lỗ này. Đấy, có nhìn cái lỗ chưa? Đây cái lỗ này. Đó cái lỗ này. Cái lỗ này để khi mà ví dụ các bác đi công trình công trường, mình ví dụ có những cái đồ giá trị đây, các bác muốn cẩn thận thì các bác mua cho mấy khóa nhỏ ấy, các bác quặc vào đây khóa nó vào. Thế là xong. Kín đáo ngon lành luôn. Mình có vứt chẳng may ví dụ mình có vứt, mình có hoặc mình có bỏ quên ở công trường công trình, đến lúc mà đồ đạc các thứ là nó vẫn còn nhá. Đấy, nó đỡ bị thó trước các thứ là ok. Đấy, nói chung khá là chắc chắn luôn ạ. Em thấy chất lượng rất ok em. Mày cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng khen lắm. Các bác bảo là chắc chắn là dùng ok. Với mức giá như này thì các bác không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Từ cái nước sơn các thứ này, các bác nhìn đến nước sơn này. Đấy, sơn nó toàn bộ là sơn tĩnh điện nhá, nên nó rất là đẹp. Đó đây. Phần tay cầm này toàn bộ là sơn tĩnh điện luôn, dày rất chắc chắn lắm. Nói chung là dày đẹp chắc chắn các bạn. Con này các bác dùng thì nồi đồng cú đá thôi. Hàng của Kirito, yên tâm chất lượng đi. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là thùng đồ nghề 430.000 một cây, bao ship tại nhà luôn. Kích thước là 42 x 20 x 20 các bác nhá. Đó, khá là to. Mở rộng ra 3 tầng. Đó, chứa làm được rất là nhiều ngăn, các bác đựng được rất là nhiều đồ luôn. 430.000. À, đựng theo kiểu đồ là khoa học thông minh nhá. Đến lúc mà mình có dễ kiếm những cái đồ có thứ mình cũng rất là dễ tìm, dễ sử dụng nhá. 430.000 một cái thùng đồ nghề của Nhật Kirito nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã hàng, đó là cái bóng đèn 8 cánh nha. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, con này thì công suất của nó vào là 200W nhá, và siêu sáng luôn. Đấy, và hiện tại thì cái ánh sáng mà em đang dùng để em quay cái sản phẩm cho các bác coi cũng là từ đèn 8 cánh em nha. Đây các bác nhìn này, đấy toàn bộ em đang dùng ánh sáng từ đèn 8 cánh, như các bác nhìn thấy cái hình ảnh này. Đây có những cái quả này, cái quả này em vỡ ngược vỡ xuôi này, đây có nhìn này, vẫn dùng ngon lành luôn nhá, vẫn dùng ngon lành luôn, nó chắc chắn lắm mà bền cực kỳ luôn. Cái này là từ đợt em làm là có những cái quả tuổi thọ nó lên khoảng tầm 3 năm nay rồi. Có nhìn này, lỡ vỡ lòng sọc này, nhưng mà vẫn dùng rất ok nhá, vẫn dùng rất ok luôn. Nói chung là xịn lắm. Toàn bộ dàn em đang dùng toàn bộ là dàn 8 cánh hết nhá. Đấy, toàn bộ là dàn 8 cánh luôn. Đấy, nên là dùng rất ok. Đấy, cực kỳ xịn ngon lành luôn. Ánh sáng cho ra sáng và trong vắt quá nhá. Đây. Đó. 8 cánh luôn nhá. Xịn cực kỳ. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá, và khi mà mở ra thì nó là một chiếc cái đèn 8 cánh như này. Đấy, một chiếc đèn 8 cánh nha. Đấy, có nhìn cái bóng của cái đèn 8 cánh em đang xài này, có nhìn chưa? Đấy, cái bóng nó đang soi như này. Đây này. Đó này không? Đấy thì nó sẽ sáng là những cái cánh vùng quanh này sẽ có tổng là 8 cánh và một cái chóa tròn ở giữa, nên là cho ra cái ánh sáng, thứ nhất là ánh sáng rộng nhá. Đấy, sáng rộng của nhá. Các bác cần những cái ví dụ như là những cái môi trường rộng lớn. Đấy, ví dụ như những cái nhà cửa thứ rộng lớn, rồi là những cái khuôn viên, rồi là những cái chỗ nào các bác cần ánh sáng thật là sáng thì các bác mua cho em quả này về. Đấy, công suất của nó là lên đến là 200W luôn. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi xoáy E27. Đấy, đuôi xoáy E27 nhá. Về các bác xoáy và những cái đuôi xoáy thì mình là xài thôi. Sử dụng nguồn điện là 220 nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, đây. Khi mà nó xòe ra rất là to này, chắc chắn cầm quả bóng nặng trịch luôn. Dòng này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá, và rất tiết kiệm điện luôn. Đấy, chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đây, các bác lên mã giúp em sẽ là cái quả bóng đèn 8 cánh này, đèn 8 cánh. Công suất là đi 200W nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 một quả thôi, chỉ có 190.000. Đấy, các bác nào cần những cái con bóng đèn thật sáng. Đấy. Thì mua cho em quả này, siêu sáng luôn. Đấy, không gian rộng, rồi là những chỗ nào các bác cần những cái ánh sáng để các bác làm việc rồi là sử dụng, mua cho em quả này về, thắp thì siêu sáng luôn. Đó, 200W rất sáng luôn nhá, mà rất là bền. Có những quả em dùng khoảng tầm trên 3 năm từ đợt em bắt đầu làm rồi. Đấy, bắt đầu em mua những quả này về rồi. Đấy, từ đợt đấy em bán đến bây giờ luôn. Đó, vẫn còn cái hàng này vì nó rất là bền và bán vẫn rất là chạy nhá. Bán vẫn rất là chạy. Đó. 190.000 một quả nhá. 190.000 lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, các bác nếu mà các bác muốn dùng thì mình có thể gập vào hoặc là điều chỉnh cái cánh này này. Nó có cái phần điều chỉnh nhá. Đấy, các bác có thể thoải mái điều chỉnh theo cái phần cái công năng sử dụng. Nếu các bác muốn xài nha, các bác điều chỉnh nhá. Còn không thì các bác cho xòe hết lại được. Xòe ra nhìn như kiểu một cái quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng, vừa là một cái chiếc đèn để các bác trang trí nhá. Rất là gọn gàng, ok luôn, chất lượng. 190.000 một quả nhá.
bóng đèn 8 cánh nhá. Công suất 200W, sử dụng đuôi là đuôi E27 và điện 220 190k. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn 8 cánh. Tiếp theo thì lên luôn mã thanh lý cho các cái bộ kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái này thì hầu như gia đình nào cũng cần một cái rồi. 1 đến 2 cái luôn, nhà nào thường thường cũng có một cái tủ lạnh, một cái máy giặt rồi. Đấy, về các bác dùng để các bác kê lên. Đấy, các bác hay biết tại sao là máy giặt tủ lạnh cái thứ nó hay hỏng, có biết tại sao rồi. Mà đặc biệt luôn là miền Bắc, các bác để là thời tiết các thứ giờ nó rất là ẩm ướt. Đó, đặc biệt là cái mùa này đang mùa nồm này, ẩm ướt rồi là nó ra nước nô thứ rất là nhiều, mà các bác để tiếp xúc trực tiếp xuống dưới cái mặt sàn mặt nền này mình là nó hay bốc lên, là nó rất là ẩm ướt, rồi là ví dụ như là nó gây mọt chân tủ lạnh máy giặt này. Thứ hai là nó gây những cái con iốt điện tử, thứ là mạch điện tử là nó hay bị lỗi. Đấy, thì nguyên nhân là do như thế. Thì các bác mua cho cái này về, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh nhá, thì về các bác kê nó cao lên để các bác mua cho mấy kệ này về. Thì cái kệ này khi mà các bác kéo dài ra tối đa thì nó lên đến được là 60 phân nhá, 60 phân. Đấy, và tối thiểu các bác thu vào được thì nó rơi được là 48 cm này, 480 mm đấy. Tức là nó tùy, cái này nó tùy chỉnh được không nhá, tùy chỉnh được theo cái khuôn tủ lạnh của bác nhá. Đấy, hầu như là những cái tủ lạnh bây giờ, máy giặt bây giờ, cửa ngang cửa đứng các thứ rồi, tủ lạnh to tủ lạnh nhỏ hầu như là được hết luôn nhá. Thì về các bác đó, thì về các bác kê lên nhá, về các bác kê lên, cái này nó có tinh chỉnh được nhá, tinh chỉnh theo cái chiều dài chiều rộng của cái tủ lạnh máy giặt này bác nhá, nó điều chỉnh tự do được nên là có yên tâm nhá, về hầu như là vừa hết luôn. Đó, thì em báo giá luôn nhá, cái này thì bữa trước bên em đang gửi bác giá là 120.000, em còn ít nữa em xả kho bán anh bác luôn. Đấy, và đặc biệt đang vào cái mùa này giá rất là tốt luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kệ tủ lạnh máy giặt nhá, bữa trước đang bán là 120, hôm nay giảm luôn bác, giá chỉ còn có 80.000 một cái thôi, 80.000 cho các bác dễ mua luôn. Bình thường là các bác mua ít giờ một cái này thợ đến lắp khoảng tầm 250 cho đến 400. Đấy, bữa trước là em lắp là em không biết là cái đợt em lắp ấy là cũng lâu lâu rồi, là thợ nó phệt nhà em là 5 lít các bạn, 5 lít, nói chung là cũng hơi cũ nhưng mà thôi, cái đấy thợ lắp thì mình không làm gì được. Nhưng bây giờ mình bán mình mới thấy là giá nó rất là rẻ luôn các bạn, giá nó rất là rẻ mà hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng đi hàng của Việt Nam nhá, cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ máy giặt này, sản phẩm thanh inox đế nhựa này, chống rung lắc này, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cân. Đấy, rồi là lắp cho tủ lạnh ok luôn. Thì đây em sẽ quay bác thực tế cái em đã lắp đặt sẵn đây. Đó, em đã lắp đặt sẵn như này để bác cùng xem này. Đấy, thì về thì các bác lắp đặt sẵn như này, hoặc là nếu mà nếu không thì các bác có thể đo cái tủ lạnh máy giặt này mình trước đi. Đấy, sau đó các bác lắp trước ở đây nhá, sau đó các bác kê nó vào. Đấy, thì khi mà kê vào thì ở mỗi cái vị trí này là nó sẽ có những cái con ốc này. Đấy, để các bác tinh chỉnh nhá, ví dụ các bác muốn cho nó ra thì bác kéo nó ra này. Đấy, các bác kéo nó ra, còn nếu mà các bác muốn thu nó vào thì các bác thu nó vào, sau đó là các bác siết cho con ốc này vào, thì khi mà siết vào này nó sẽ cố định nó chắc khư luôn. Đấy, các bác siết cho con ốc vào, bên này cũng thế luôn này. Đấy, toàn bộ là đều có những cái con ốc ở đây hết luôn. Đấy, để nó hỗ trợ siết cái phần thanh này với cái thanh inox này với lại cái trục chính này. Đấy, thì đây nó cái đế chân nó rất là cao luôn nhá, cái chân này rơi đến khoảng tầm chiều cao lên khoảng tầm 10 cm, khá là cao đấy. Để về các bác sử dụng, các bác kê nó vào. Đấy, thì về các bác kê tủ lạnh này, máy giặt lên đây rất ok, chống ẩm ướt này, mối mọt chân của tủ lạnh máy giặt này, nói chung là rất ok, một cái sản phẩm mà đáng mua luôn, các bác nên mua nhé, nên mua cho mọi gia đình, nên mua một cái nhà một hai cái về các bác để tủ lạnh máy giặt này rất ok, 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã ấm siêu tốc của Hikari này. Đây, đấy, hàng bên em tiếp tục hàng về. Đấy, và đợt này cũng về cho bác cái lô này, mức giá tốt nhất cho bác dễ mua luôn. Đó, thì sản phẩm này thì không có gì bị chê về sản phẩm rồi, dùng siêu bền luôn. Cái này thì em cũng đang xài một cái khoảng tầm hơn 2 năm nay luôn. Đấy, cái là khách nhà em gửi đi, nhưng mà khách gửi đi xong là khách không lấy, thế là gửi về bom hàng thì gửi về thì bị vỡ là em dùng từ đấy đến bây giờ tầm hơn 2 năm vẫn rất là bền, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3 lít. Đấy, hàng của Hikari nhá, hàng của Nhật, nhưng mà hàng này thì đã chuyển lên điện 220 rồi, nên là các bác yên tâm nhá, xài cho em điện 220 thoải mái luôn. Đó, em báo giá luôn nhá, bữa trước thì đang gửi bác là giá là 370.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn, giá chỉ còn có là đi 300 bao nhiêu nhỉ, 320.000 thôi. Đấy, xả luôn bác luôn, bớt luôn bác 50.000 nhá, 320.000 ưu đãi bào ship luôn, bào ship cho dễ bán luôn này.
bao ship luôn nhá. Đấy, 320.000 một cái ấm siêu tốc của Hikari này, bao ship ở nhà. Công suất là 1500W nhá và dung tích là 2.3L, sử dụng điện 220. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân ấm này. Một thân ấm nhá, đây, một thân ấm đây. Hàng Hikari này, đây. Có chữ dòng chữ Made in Japan là không nhìn không? Đấy, có dòng chữ Made in Japan. Đó. Đây là phần thân ấm nhá. Thân ấm thì thiết kế thì rất chắc chắn luôn. Phần bên trong thì toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, dày rất là chắn. Bên ngoài thì có bọc một cái lớp nhựa để khi mà các bác sử dụng cách nhiệt chống nóng rất tốt này. Đó, và phần nắp này các bác thao tác là đẩy lên cái là tự động nó sẽ mở ra. Đấy, còn lúc nào các bác dùng thì các bác ấn xuống. Ấn mạnh em cái tạch cái là xong. Ở đây, phần miệng ấm này làm thiết kế theo dạng chống tràn, nắp cái phần nút bấm công tắc tiện lợi này, ngay gần tay này, các bác sử dụng xài rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác đặt xuống cái, bấm một cái thì xong, lúc nào sôi tự động là nảy các bác nhá, tự động nảy. Đây, phần chân đế ấm, chân khâu đồng chắc chắn xịn sò Hikari này. Sử dụng điện 220 này, công suất là 1500W này, dung tích 2.3L này. Đấy, có Hikari.jp này. Đây là phần đế ấm nhá. Đây là phần đế ấm, toàn bộ là được bo inox vùng quanh. Đó. Chân khâu đồng luôn nhá, các nhá, rất chắc chắn luôn. Dây nguồn này, dây nguồn to. Phần phích cắm cũng rất là to luôn. Đấy, đi về các bác xài mình chỉ việc để ở đây thôi. Đổ nước để ở đây, bấm công tắc cái cho em xong, lúc nào sôi cái tự động là nảy xong. Ok. Dung tích 2.3L để các bác dùng gia đình đông người cho em thoải mái luôn. Nói chung là một cái con ấm này rất là bền, vì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà siêu bền luôn. Em cũng đang dùng thực tế, trải nghiệm thực tế con này rồi. Dùng cách đây bữa trước là cái đợt em bán ấy, là nó cái đây khoảng tầm hơn 2 năm, nó rơi khoảng tầm 450.000 một con. Đấy, đợt này hiện tại nó đang giảm giá rất là sâu luôn. Đấy, để các bác cùng dễ mua là 320.000 một con nhá. 320.000 một cái con ấm siêu tốc Hikari này, bao ship tận nhà luôn. Hàng Made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, Made in Japan. Đó, rất xịn sò. Nói chung là cái sản phẩm này chắc chắn chất lượng mà phù hợp với lại giá cũng như là cái chất lượng của nó bền quá, nó bền. Đấy, quan trọng nó bền. Dùng ok. Sử dụng điện 220 cho em nhá. Sử dụng điện 220. 320.000 nhá, 320.000 bao ship tại nhà, ấm siêu tốc của Hikari này. Tiếp theo thì em về luôn đây bác, đó là cái lô cây gãy lưng này. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãy lưng nhá, cây gãy lưng. Cái cây gãy lưng này thì các bác có thể để ngắn nha, còn nếu các bác muốn dùng thì các bác có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra. Con này kéo dài khá là dài đấy. À, này. Khoảng tầm 40cm nhá, khoảng tầm 40cm, khá là dài. Các bác về dùng để mình gãy lưng này, gãy lưng, gãy chân, gãy tay. Bình thường ví dụ nó vị trí khó, ví dụ như lưng liếc các thứ là các bác thò tay ra gãy rất là khó, thì các bác mua trong cái này về. Đấy, mình thò ra sau lưng mình gãy nhá. Đấy, thò ra sau lưng mình gãy này. Rất ok. Nó gọi là cái cây gãy lưng. Đây có cả phần móc đeo này, thiết kế rất chắc chắn. Mà giá thì bình dân thôi. Giá này thì hiện tại em đang xả kho gọi là chiên kính biếu luôn các bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãy lưng nhá, cây gãy lưng. Tại em đang grab kia một cái cây gãy lưng này với giá sẽ là đi 10.000 một cây thôi nhá, 10.000 một cây thôi. Lên mã cho em sẽ là cái cây gãy lưng này, giá chiên, giá bán nhanh các bác luôn nhá. 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, gọi là giá chiên thôi, giá không lợi nhuận nhá. Bán để các bác có đồ mua thêm vào để các bác dùng và trải nghiệm nhá. 10.000 một cái cây gãy lưng, có thể là kéo dài ra và thu ngắn lại. Đấy, các bác dùng để gãy lưng, gãy người, gãy ngọn rất ok luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà có một cái cây này dùng rất hay, nhiều khi mình cần mình có cái mình gãy nhá. Cây gãy lưng 10k một cái. Nhiều những cái chỗ vị trí khó các bác không gãy được, các bác phải nhờ người gãy cho ấy. Đấy, các bác mua ok về. Đấy, đỡ phải nhờ, mình tự tay mình gãy luôn. Mà tự tay mình gãy bao giờ cũng sướng hơn là nhờ người các bác. Đấy, mình có biết chỗ nào cái là mình gãy đúng chỗ ngứa ấy, là nó vẫn là chuẩn nhất các bác nhá. Đấy, cây gãy lưng 10.000 một cái cây gãy lưng nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng bơm 2T của Stanley này, hàng Made in Japan. Em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. Đấy, bơm 2T. Bơm 2T này thì bữa trước đang bán bác là 280.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 220.000 một cây. Bao ship cho bác tận nhà luôn, giá này gần như là giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, bơm 2T nhá. Bơm 2T 2 xi lanh 220.000 một cây. Đấy, sản phẩm này thì bơm mới nguyên hộp luôn. Đấy, bơm mới nguyên hộp. Gia đình nhà có xe đạp, xe máy các thứ là các bác nên sắm cho một con này, rất tiện dụng. Đấy, các bác bơm đỡ phải mang ra quán xá này rồi đỡ phải đi mượn bơm. Về có cái là mình dùng xài luôn. Stanley Made in Japan nhá. Đấy, đây. Đấy, phần 2T này, 2T nó khi các bác bơm trợ lực bơm rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Phần T bóng mượt này, rất chắc chắn luôn. Toàn bộ khung của nó sẽ là khung thép nhá, sơn tĩnh diện, siêu chắc chắn luôn. Đây, đế chân các thứ ngon lành luôn này. Con này thì thao tác rất dễ, có cả phần đồng hồ đo áp suất nhá, phần dây bơm này. Dây bơm đầu bơm các bác cắm xe đạp, xe máy, ô tô bơm cho em thoải mái luôn. Đấy, con này bơm xe đạp, xe máy, ô tô thoải mái luôn nhá. Dây bơm thì chống cọp chống quẫy này, các bác bóp cho em thoải mái này, các bác thả tay ra cái này lại về bình thường luôn. Đấy, thả tay ra cái lại về bình thường luôn. Dây bơm chống cọp chống gãy siêu bền nhá. Đây,
tay cá lại về bình thường, rất ok. Con này thì nếu mà các bác đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nhá, nhá. Đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nha. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bác đau chân thì các bác có thể lấy tay các bác dặn luôn. Nó hai ti và khi mà bơm trợ lực nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà bơm cái lượng hơi vào nó rất là khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô. Hoặc là nhà các bác có hay có nhiều xe, các bác mua con về bình thường các bác cứ phải ra quán ra xá các bác bơm. Đây các bác mua cho em luôn con này về, đỡ phải ra quán ra xá hoặc đỡ phải đi mượn. Về cái là bỏ ra em hơn 200.000 mà dùng nó yên tâm, có cái dùng luôn mà. Nhiều khi cần là có cái dùng luôn, thứ hai là đỡ phải đi mượn đi mõ hay là đỡ phải ra quán ra xá rồi. Đấy, bỏ ra em 200 xài thoải mái luôn. Đấy, nồi đồng cua đá hàng Nhật này yên tâm rồi. Đó, made in Japan nhá. Tan lây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2 ti nhá. 220.000 một cây, bao ship tận nhà luôn, 220.000 một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn luôn cho bác, đó là cái lô kem anh răng của Nhật này. Đấy, kem anh răng của Nhật, kem muối nhá. Nó là dòng kem muối. Kem này thì em bán khá là nhiều rồi. Và hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, xả kho luôn cái mã luôn, cũng về lô mới xả kho. Tháng 3 ngày 8 xả kho bác dễ mua nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kem Nhật, nó là dạng kem anh răng muối nhá. Giúp răng chắc khỏe hơn. Đấy, rồi là đặc biệt bác nào mà hay chảy máu chân răng này, viêm lợi, viêm níu này, các bác mua trong loại này về xài dùng rất thích luôn. Mà cái vị của nó là vị mặn mà nhá, vị mặn, vị mặn mặn the the của muối nhá, nên các bác đánh cực kỳ sạch luôn. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn, đánh rất thích luôn. Mà cái vị mặn của nó ấy, đôi khi các bác đánh là nhiều bác là có khi nghiện luôn, mà chính bản thân em là em xài cái này em cũng nghiện luôn. Đấy, đánh cảm giác sáng mà không có tí cái kem mặn mặn này đánh nghiện mà thấy thiếu thiếu ạ. Đấy, thấy thiếu thiếu, đánh rất thích nhá. Mà cảm giác đánh xong cái kem này xong là mồm miệng thứ nào cảm giác là nhẹ mồm, sạch mồm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, hàng của Santa nhá các nhá, Santa. Đấy, hàng kem răng muối của Nhật nhá, một típ này là 170g. Đấy, thì nhiều bác hỏi em là hạn sử dụng là nó có được lâu không, thì nói luôn bác là hạn sử dụng là nó rơi vào khoảng tầm là 2026 nhá. Đấy, 2026 hạn sử dụng thoải mái để các bác xài luôn. Những cái hàng này thì bên em thường lấy cho bác là những cái hàng date mới nhá, hàng date mới luôn. Đấy, hàng date mới và hạn sử dụng còn được rất là lâu nên là các bác yên tâm nhá. Đó thì em báo giá luôn này, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kem răng Nhật nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán bác giá của nó là đi 90.000, hôm nay em xả kho bác bán nhanh bác luôn, chỉ có 60.000 một típ thôi, 60.000 một cái típ kem răng Nhật 170g nha. Nó là dạng kem răng muối nhá. Đấy, bác nào mà đau nhức răng, chảy máu chân răng, đấy, viêm lợi, rồi là mồm hôi các thứ rồi, đấy, sử dụng cho em. Nó là chứa một cái hàm lượng muối nhất định nha, nên khi các bác đánh cực kỳ là sạch cái khoang miệng luôn, đánh rất thích luôn. Đấy, đánh nhẹ luôn nhá. Đó, 60.000 một típ nhá, 170g cũng xài thoải mái luôn, 170g khá là nhiều đấy. Đó, kem đánh răng của Nhật. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Em lên luôn cho bác đó cái lô thùng đạn của Mỹ nhá. Báo giá cũng xả kho các bác này luôn. Bữa trước đang bán bác là 350.000, mà em về lô mới bán anh xả luôn. Giá chỉ còn có là đi 310.000 thôi. Đấy, 310.000, lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đạn Mỹ nhá. Thùng đạn Mỹ này, thùng đạn Mỹ 310.000, em bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất rồi. Đấy, bữa trước đang bán là 350.000 đấy, đợt này đang giảm luôn đấy bác, còn có 310.000 một cái thôi, 310.000 một cái lại còn bao ship tận nhà luôn. Thùng thì cực kỳ dày, rất chắc chắn nhá. Đấy, bữa trước là em bán là có một bác cũng mua, một bác bảo là tôi nhìn cái thùng đạn tôi lại nhớ là trước là đi chiến tranh là cái thùng đạn này nó rất là quý luôn. Đấy, đựng tài liệu này, khi mà dùng hết đạn rồi các bác mua, các bác kiếm được để đựng tài liệu thứ đây, mà cái thùng này nó rất là kín luôn. Đấy, thùng rất là kín luôn, mà cái thùng này nó cũng ngon các bạn, nó cũng ngon. Đây em mở bác luôn là nó cũng rất kín nhá. Ở đây trong này nó có một lớp gioăng cao su này. Đấy, các bạn nhìn thấy lớp gioăng cao su này, nên là khi mà các bác đậy vào nó cực kỳ kín luôn. Đây phần lòng trong nó này, đi về các bác đựng đồ này, đựng đồ đạc này, những cái đồ thiết bị nhà mình này, sử dụng rất ok. Và cái con này cái nguyên lý đóng nắp nó rất hay, là các bác ấn nó xuống này, sau đó các bác gạt vào đây, nó là dạng kiểu dạng ấn đấy, ấn đúng không nhá. Đấy, các bác ấn cho em, ấn mạnh nhau này. Đấy, ấn mạnh nhau nhá, phải ấn mạnh nhá, các bác ấn nhẹ nhẹ tay không được đâu, phải ấn thật mạnh vào thì nó mới khớp vào được. Và khi mà nó đã gồng vào rồi thì cái phần gioăng cao su nó rất là kín luôn, các bác có thể vứt xuống nước mà nó không ngấm nước luôn. Đấy, nó rất kín nhá. Và cái lá thép của nó sử dụng cái, đây là các bác nhìn này, cái lá thép của nó này, nó làm ra cái thùng đạn này nó siêu dày luôn. Nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bữa trước em cân là hơn 3 cân đấy các bạn, hơn 3 cân một cái thùng đạn như này đấy. Đấy đây, cát tông này, đấy, 7.62 mm này, đấy, USA nhá, thùng đạn của Mỹ các bạn nhá, thùng đạn của Mỹ, hàng này của Mỹ. Em sẽ đo cho bác về kích thước này, chiều dài của nó là 30 này,
chiều rộng của nó là 15 nhá, 30 x 15. Chiều cao là đi 18 nhá, chiều cao là 18, nói chung là cũng khá là to đấy. Khá là to đấy các bác nhá. Ở đây có phần tay sách nhá, sách mani mang lại rất ok. Các bác mua về đựng đồ nghề các thứ ra. Nói chung em bán khá nhiều rồi mà các bác chưa bác nào chê với thùng mẹ này. Nhiều bác bảo là rất dày, dặn chắc chắn luôn mà siêu bền. Cái này thì các bác cứ vất vả vật cho em thoải mái, siêu nồi đồng cô đá. Những cái hàng của quân nhu, hàng của quân đội này thì nó gọi là siêu bền rồi, gọi siêu bền rồi, không gì chê cả. Thùng đạn Mỹ nhá, 310.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Hàng của Uyên Đài rất là sò chất lượng nha. Đó, màu quân đội màu xanh rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái cây bút điện đa năng này. Cái này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà các bác mua bút điện này bên em thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái lốc pin dự phòng luôn, rất là ok. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nha. Em báo giá luôn nhá, 20.000 một cái cây bút điện nha. 20.000 một cái cây bút điện, lên mã nha, cái cây bút điện đa năng nhá. Bút điện đa năng này 20.000 một cây. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá siêu bình dân hạt rẻ luôn. Đó. Cái này em bán khá nhiều, các bác lấy phát 4 5 cây luôn về xài. Mà cái ánh sáng nó rất là sáng này, các bác nhìn này. Đấy, nó rất là sáng. Đây em đang để rồi mà rất nhiều ánh sáng nha nha, các bác nhìn này. Đấy, nó sáng kinh khủng luôn. Đó, sáng rất sáng nhá. Về các bác đo thông mạch, đo dây đứt ngầm các thứ đo rất tiện dụng luôn. Và đi kèm cho bác là cả một cái lốc pin dự phòng trong này nữa. Đó, rất ok. Mà chỉ có 20.000 thôi nhá. 20.000 một cái cây bút điện đa năng nha. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế về cái sản phẩm này, những cái công năng sử dụng của cái con bút điện này nhá. Rất nhiều chức năng luôn, rất hay. Giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây, các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đó. Hôm nay em đặt cái bút này ra xem là bên trong nó có gì các bác nhá. Nhìn xem là đấy, cái vỏ nhựa của nó thì cũng khá là dày này, bên trong có pin này. Đấy, và một cái mạch nó rất là nhỏ như thế này thôi mà nó có rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đo thông mạch rất là tiện ích nhá. Ví dụ đây nồi cơm nhà bác, các bác muốn kiểm tra xem nó có bị đứt hay không thì một đầu dây các bác chở vào đây và đầu còn lại các bác chở vào đây. Nếu mà đèn sáng xanh thì dây nồi cơm nhà mình vẫn ok nhá. Chức năng dò dây điện bị đứt ngầm cũng rất là tiện ích nhá. Nếu mà đèn sáng xanh thì là có điện đấy, chỗ này đèn không sáng nữa thì chỗ này đã bị đứt ngầm rồi. Chức năng cảm ứng từ trường để ở ngoài dây lửa đèn sẽ sáng màu xanh và để ở ngoài dây mát đèn sẽ không sáng. Nếu chọc vào ổ điện dây lửa đèn sẽ sáng xanh đỏ, còn dây mát đèn chỉ sáng màu xanh. Một chiếc bút tiện dụng như thế này mà chỉ bằng một cốc trà sữa. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, các bác nhé, rất ok luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 một cái cây bút điện đa năng thôi, 20.000 một cây, rất nhiều chức năng nhé. Đo thông mạch, đo dây đứt rồi do dây nóng dây lạnh, ok luôn. 20.000 một cây bút điện đa năng nha.